ôi tiếng đàn khuya đến bên hán dương, hỏi trong trần thế tìm đâu bằng hữu biết tri âm. Khúc ca ô sầu tôi là kẻ sống giữa miền sàn giả, một đêm trăng đi ngang bờ sông lạnh, bỗng chợt nghe kể lệ mây dày tơ. Ô hoài trên dòng hán dương, nghe nức nở thê lương trên nhịp buồn cũng thương. Dạ, đa tạ lòng quý cô, chúng tử kỳ này xin lĩnh ý đại nhân. Để đêm nay qua chén tù chén tạc, đôi ta sẽ thu gọn nhân gian vào trong đáy mắt, giữa bến hán dương mờ mệt anh trăng vàng. Không có tình mỹ nhân mà chỉ có nghĩa kim bằng, nếu thuở xưa trên bến tầm dương có người thương lỡ nức nở ô hoài ngâm khúc hầu đình hoa. Tiếng tỳ bà như từng giọt mưa xa, khóc cho thân phận một đời người ca nô. Thì ngày nay ta cũng buồn cho thế sự, bằng bầu rượu túi thơ với một cung đàn. Đàn giang dòng mặt sông thơ với rượu thêm nồng men chi khi. Khi dần trăng bạc nửa ân đáy nước, nửa sôi đôi đầu trên bên hán dương. Đàn lên đi cho bốn bề hoa cỏ gió trăng, đưa khách bên bồng gặp người luân lạc. Để đôi lứa giang hồ đêm nay họp mặt, một ưu tư qua chén tạc chén thù. Ui tiếng đàn réo rắt về khuya, nghe não nuột như một lời tơ than. Đêm nay ta say không phải say tiếng đàn tư mã, mà say tiếng đàn của một bá nhà. Thank you.
lời nguyện với bản tri âm, đúng rằm tháng tám năm sau tử kỳ không trễ hèn. Quý khách muốn tìm ai mà dường như bỡ ngỡ, tay ôm đàn, tay bầu rượu túi thơ. Trông thấy người lão đã xúc động tâm tư, nhưng chưa dám hỏi qua danh tánh. Tử kỳ chính là con của lão đó ngài ơi, nó lỗi hẹn với người rồi, thật tội nghiệp con tôi. Ngài ơi, không phải nó đã quên nghĩa thâm giao hay dứt tình bằng hữu, nhưng chẳng bao giờ ngài còn gặp được con lão nữa đâu. Kìa là bài vị của con tôi đang đặt ở linh sàng, nếu ngài muốn gặp nó hãy thắp vài nén hương tưởng niệm. Ngài ơi, trước giờ tử kỳ xuôi tay nhắm mắt, nó có dặn lão rằng nếu ngày này tháng này có ai tìm đến xưng là bá nha, trách nó vì sao lỗi hẹn. Thì hãy nói lại rằng nó chết đi mà một niềm ân hận nó vẫn mang theo xuống tận chốn diêm đài. Có một hôm nhìn trăng nó hỏi tháng hỏi ngày, lão bảo đêm nay là đêm rằm tháng tám. Nó chợt bàng hoàng đòi lão đưa nó đến bên hang dương, nhưng thấy nó sức kiệt hơi tàn, lão không thể chịu con. Và cũng vừa lúc tử kỳ trong cơn hấp hối, nó trăn trối rằng đêm nay có người ngồi đợi để đàn cho nó nghe ở bên sông này. Nếu lão không lầm thì người mà nó thường nhắc nhở, người ấy có phải là quý khách đây chăng?